SWO chắc là khi mọi tiền đấy xài chưa được bay kia chấp nhận chấp giữa nó đại mình phải còn phù hợp nó ai cũng ri đấy ai mình ghen và man từ ri đấy amplify ai man mà ghen và man nhưng rồi đấy cái như khơi thà mình trả ơn này không này radio này không này giờ internet đó là bị optical wing có còn mean amplifier đây nè cái amplifier và còn nó cứ mean tràn rapid nè tràn rapid về clutter cái đã chọn này không nó ốp ốp con mình nhìn thử phải tham vì chạy chức là cho mối trên tràn hay cái bật rị này không nóng sạp nè chuyện cá này không đi không biến sạp nhìn thử chứng phục vụ này không đi cái ao chúng ta SOA nè semiconductor amplifier semiconductor amplifier chẳng một bộ nó cứ bị chọp nên việc bị chọp nơi chỉ môi năng optical đó là về optical fiber amplifier là những gì mình sẵn sàng đấy cái chỉ có phép môi để bị xét anh kia này dùng prá này amplifier này peak amplifier này thì mình môn chủ môi nhé chỉ semiconductor đó là về dương năng đi vĩnh cứ dương pra optical muối chỉ optical muối đại blue brick blue nè blue blue brick blue nè mình men dùng cho blue nè mình men dùng cho blue cho máu hay dùng bấm lại chỉ electrical nè thì electrical nó bấm lại từ từ brick nè từ brick hai và nhờ bị amplifier nó trên tới optical mà mình thấy bấm lại cho bấm lại là chẳng ca để dùng bấm lại cho bấm lại chẳng chẳng việc hạt pin nè việc hạt pin nè vô bật lử vì khó màu chẳng cho bấm lại tới electronic electronic bởi bởi hay bấm lại mà optic quyền chẳng hạt pin thì muối thì pi phrey con nè ai khó phrey con nè ai khó nè modulation rồi code để dùng chạm với chỗ được không nâng đấy tại bản thân chỉ bị ạc khó thế có với CP này cô dân thử là bây giờ nhóm thử CP CP là người thử mưa là ta cột rồi bỏ dương vòng lại bị mặt tăng từ mặt tăng nó bị trừ trừ được bỏ đau mà thế chân liên khơi ta amplifier này optical amplifier cứ cái trừ ta mình thả radio frequency rồi có cái cả đặc chun signal tam cable này tế cái thử cá amplifier hệ đấy thì pro nó bây giờ những đặc không chậm ngay mùi nhỉ ngay màn cái lô yên tớ bật sai ở sao cable bàn mặc lô yên nó lại signal rồi hơi bật sai lưu nhưng thò mà đa những đặc signal tớ bàn thầm đã đọc mày đi hơi bật pi rồi mà pay vô dương vĩnh đấy ở dưỡng đặc chú nó dưỡng dạ mưa đặc chú nó bàn thầm đã đọc cái lô mày đi lẹ, thì kẹt nia đó nè, air, small size nhầm máu, small roll, a nhầm máu, thứ nhất, kẹt nia tới khi voltage mà đo và đám pi rồi phải mà đo thằng tròn đấy thì lẹ nó sao mà, chú sao ta pay volley dừng không miên này, thứ nhất, lẹ cho on liền, rồi sao ta reason nó không sai, ok, chẳng những khơi được không tập hợp mình nhìn chẳng sinh ra được dương châu máu dương miến và vải nhẹ nhé time delay này loss này attenuation này mình dispersion này không đáng thôi nhé trong crowd sinh ra được dương tụ bán nhẹ bên đâu được dạng pin mỗi tham mày nhé dương một chún t zero mà dạng pin này nhé đó là pin mà đó này via rung cờ này via rung cờ thì sai cái này dương đáng á dispersion để dùng riêng riêng môn dispersion mình thông tập năng đấy đối miên attenuation này thì chẳng attenuation nhưng vậy ai nông năng lại sai class này nó không fiber dương này hay được bằng attenuation thầy cái này dương thầu bây giờ này rồi dương riêng ní dương mình riêng thảo thật ở thì trẻ thế thôi thật thà chỉ bị chạy cái tê thế nhưng thầy riêng ở dồn phóng dồn xì dùm rớ vì bố vì sạc coi dưỡng
những ai thưa research nè, trong trong hôn những thời thưa research rock nè, fiber nè, thay lo dương nắng nè, mấy ai thu thay dương nắng nè, rồi mặt rồi riêng xe nhưng mà bằng cả nè, trên thời đăng bát được phù được ngon, trên thời được mấy này được mấy, ở việc lo dương một, ok, chẳng là mình khác khó khăn nè, mình đã chạy cái tê hay nè, engineer nè, engineering, thưa phong, design phong, cất bị benefit phong, đã chạy cái tê có ớt đăng đấy, thử mấy ai đấy đã trở lõ cùng một hiệp cho bạn dù bạn đăng. Ok, bắt đầu mà tiết dương mà mơ nơi rút cục hiệp mối, rút hiệp mối, graphic mối để tạo mối để kì dơ trên bị paper, cái bàn vừa bị xa, vừa gạt xa chiếu hay trên chí để tạo dương một bắt đó. Chân sai tầng bấy niệm mối, bì bầy, thế. Chân sai tầng bấy nó cứ chụp bập hết optical fiber là phải lưu đậm chùn tới nhưng khi mình multi mode, single mode này. Anh ấy bầm bầy rồi há, cái đồng bầy rồi há, cái brow laser, này bầm hết này, Fabry Pierrot laser diode. Anh ấy bắt đầu một tiết, single mode, nó bỏ cả hòm này, cái brow bầm laser bầm hết, nâng đài, nè, FP nâng đài, cái đó là phê single mode này là anh ấy bầy đỏ. Chân cái phở, bầm hết, FP đối chứ nế, còn tại cái time mối cứ distributed feedback. Cho mình feedback nè. Feedback. Chân tầm hiên feedback. Tầm hiên feedback mà là cái chế optimize. Đã nè. Feedback máu cho tầm hiên optimize. Tầm bây rớt. Nếu power môi xăm rúm. Xăm cháy hạt lưỡng. Hay. Cũng là bạn để ta rất buồn dần được. Chân dương khơi tha nấu pi thì dương đặt chung nông trồng ngài muối để chăng ngài nông trồng ngài muối để chăng ngài dương khơi tham mày quanh ha để dương bị chốn pi muối ok attenuation dispersion hay pi nấm affect the communication system bao dương đó mình tha wireless communication mình tạo optical communication đấy nè cứ affect the nè cứ data rate chẳng là lơ pi này attenuation mình lên chỉ mình pan nhà hay bị broken mean amplifier dispersion nơi chỉ pan nhà để sao ta phải chạy cái tích nông ca những ai shift nên mà gió nè quay shift dispersion nó bây giờ si song đi tới cái bài nâng số cái bài số nó là mấy cặp thôi dispersion chân bị chạy cái tên nó có viên nơi lùm bà toàn ấy ăn nghi sử dụng đi nên cái miếng bàn tay bị ăn nghi sử dụng đi nơi tên lùm bà chân bàn lùm bà hay là bọn nó có ọt thao đây sai đây dương xong rồi dispersion nó cứ thay vậy ok chân chính bằng graphic này dương khuyên ra bộ single mode đây dương phá bộ phép này DFB này nhưng khi ta còn ai đập trình chun bàn ngay hay data rate này. Data rate là bao con này nhé là bây giờ dương thời ca data rate quốc cứ dương thời tổng lẹ distance này nhé bàn tham má là đi màn máy là màn cái chỉ còn lỗ rồi nè có vài nhận đang cái chỉ ấy này. Thế chân dương khơi nhờ một hết mà thì mốt thì ở sơ bàn chẳng ai đấy đấy ở sơ bàn chẳng ai đấy đấy tập bây trong bạn data rate bộ tiết rất là bàn chẳng ai đấy chân dương khơi chậm nói mùi đấy đại dương trọng bàn trong ngày chẳng ngái nhẹ trong ngày chẳng ngái đó là mà rồi cái lỗ dẫn đó hai cái lỗ mẹt này chắc chỉ cái lỗ mẹt chẳng những trọng bàn chẳng ngày chẳng ngái bằng tay để ta rơi dưỡng bàn tập mà mà này
60 megabit per second đi. Nhé. Chẳng vì chỉ bằng nhà này, anh cần phải đại dương pra optical fiber sọt này, đập xong cả đập chun data. Đó. Chẳng ở đây thì chỉ bằng nhà để thua data để đứng lại cho mình sẽ cả từ tập ý. Nè. Để dương simulation nó dương khơi miễn BER nè. Để dương mơ, để dương đem đặt scope mơ analyze nè. Tạm bây dương mơ bit error rate nè. Bit error rate. Chúng signal này máu dưới khơi nhé, nè ai, ai diagram á, dưới mưa hôm nay thực tế cái dương đơn này, nè, ngày biết làm được tiếp biết, dưới khơi nhà mày signal mà đo lại silver nó cứ overlap được kia làm đâu, bên ta overlap được kia bit error rate lại, error rate lại quality data lệ cho bit rate lệ cho, ok bit rate lệ cho biết để chạy cho đấy trước đứa cạn này thì chứ người ta dương miền để ta rụp hiệp phần này dần rồi đấy làm chờ tăng tập đi chu tăng trong ngày ngay yên khơi nhé à, hàng lừa này tăng từ một lần tới à, rư hết lần cao dần rồi kính tránh những thứ thứ mệnh dừng thử min algorithm mỗi algorithm mỗi không có regenerate đấy regenerate là thứ mấy ở nó ở mà trừ mình ở mà trừ cái nhé chân nó không nó dựng đó này để ta vi random là hồn chân đồng bây kìa rộng ạc rì giờ mũi cái thử bị chun để ta mũi để cái score đó nế một thử chun đam chơi này chứ để ta mũi để cái score chân đó là bên mặt đo cả lại nít cái thư cái thư rộng ạc rì giấm cái thư tè rộng ạc rì giấm chân mặt đo cả lại ở đặc biệt bị search nế đặc biệt bị search nó ok chân là bên mặt đo cả lại receiver chắc receiver mà mơ data nó khinh khó nó của những đằng này nhưng cũng là thua là algorithm chắc cái thử thua mạch nhưng thử thật xe microcontroller rồi microprocessor nó thử cái signal nó mạch rồi cái thử time giấy rồi cái thử vật thôi ấy với dư trả ná và lưu là nó là nông có phải bởi chẳng thế này toàn đấy nó cố cá sắm mạnh nhận được cái thua vì sao rồi đặc rì dầm một chẳng đoàn bây giờ tới khi bị thi xa mùi chẳng thế cái thứ gì thì sao môi hiện tới tránh kỳ giờ là nói từ tay chỉ môi là random nè random data chẳng đọc cái random data nó máu nhưng khi ta admin không thì những ai regeneration mấy hay ad không thì nó là để chụp ảnh nó là để chỉ chạy cái tình nè để khi thứ research nè chứ regeneration cái thứ mày nè chứ optical signal regeneration được dùng giấy lọc giấy nè repeater nè tăng phí mê riêng môn này là dương chắc đàm sắc xa cho thử cái nhé nè repeater chân ta gọi là regeneration lắm nơi phê để xích na dương đập chân kì miên lập vèo và khế và dương đập tới ban trong ngay 10 km thì họ dương sắc xa đó 10 km ông đi tư biết lại cho quỷ chân kì thử lương nè kì thử lương này amplify vì làm bình chân ta phê là amplify nhưng khơi nhé vì làm mà bình vì làm mà vĩnh còn trái là rư nộp xây slug nộp xây vì khóc về để ra dispersion chân cái thời thuê tiết reshape này. Reshape the path nè. Reshape the path nơi nó interval time mối để dựng đập cái nhé chân data để dựng vào chùm chạy tới nè cứ dựng đơn này nè mối phá vì mối mà đo lại số nè nè vì môi này chẳng mà chả lọc p là dương bị chun trên đây lắm vì dương đang ngay thằng ta time clock với bộ màn đấy cho bạn cái min clock sang rồi này thì dương bản thân chỉ cho từ microwave alignment được antenna alignment riêng ở trên xe microwave này nhưng khi min clock là bị đầm đầm thằng ta để ta dương sampling rate nữa với còn bộ màn chẳng đọc cái bỏ máu cái regeneration cái ảnh tạo sampling nữa nó là cái signal nó áo bởi vì amplify chúng ta bị khóc time cái này chứ thử nó đã mà time như vậy cái này trong thiết cầm lọc mùi tôi chọn lọc mỗi mùi micro second cái này mùi micro second những cái đăng bạn này chứ thật là đo pin để ta phải chun đấy cho để ta mỗi lên màn check anh đi check anh đi khai chắc anh đi về trong bằng mưa này cái này anh đi về về tới chỉ pin micro second anh đi nó sao so bị phạm second sau này cái nhé bị không chẳng
chẳng đọc về sampling có ọt này nè, sampling có đơn thả mùi dịch khánh chọt dùng đó, mùi dịch khánh chọt dùng đó chẳng cho chạy nè, chọt dùng phẩm nè, hào nó đọc mùi dịch khánh chọt dùng phẩm mà mùi dịch khánh chọt dùng phẩm hãy đi generation signal ở dương vị nè, chẳng đi mùi số mùi, chẳng đi generation signal dương vánh cư ở ní mùi micro dịch khánh tí điểm lại nhận nè, xàm anh dây xàm anh nè, đọc về thơ nó ông bị om phong transistor phong cúng mà nó photo receiver tiền chấm của phục và lưu để riêng bị chun đỡ nó bị co fiber nó dẹp trong ngay vào màn cái lô màn đang đỡ này cái miến regenerator chấm regenerator nó bị tất cả là bay option thì môi mưa p làng vĩnh thì p vừa share bằng làng vĩnh thì bay amplify ở lòng chứng mà đây là mang cái của như chứng này về về anh biết chứng cái mình sampling mỗi cái đằng hai cái chập đám regeneration hai mươi thứ edit shape và thứ là về là signal dương bị khôi trùng tri chứ cái thua mấy ở bên máu chia signal xong đặt square màu bình chẳng được đấy chứng này cái này nhưng cứ nhớ là về là cái reshape làm với cái mình clock recovery chứ cái mình clock sang cái này cái đằng sau data cái bị chun một cái lư nó dạng pê phần màn đấy mặc lập nó cứ mỗi micro dịch khăn này dần đây mỗi nano bitcoin đấy pê trời ở hỏi cái chập đám bị làm với hai bị chun vậy nhé bị chun vậy cái nhé chẳng hạn chỉ diagram này regeneration module từ nó mới amplify chẳng được cái thằng này chưa thằng này mày này đã bị trả khăn nè chân từ bông lái có bình môn dần có bình môn dần bông rì bình data nâng môn dần chân data tại mặt đó cứ very low này. Chân có bình 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 thông ấy bình thông thế bình bình hay dần mấy tiệt bị bị cháy nhưng mà tiếc nhưng mưa rụt này thì mình tận nạ ghế thì mình clock recovery nè clock sang cái này nè chân clock à pi bảo vệ nè mà bảo vệ nè mình bảo man sẽ khăn mỗi micro sẽ khăn chẳng đầu thì họ chân chỉ phải con bảo man frequency chân clock time frequency cái đây là mỗi cái nè chân clock sampling bảo man tỷ họ thả mỗi rồi megahertz thì họ này rồi megahertz chắc như vậy chắc là bây giờ đừng clock hay kỳ giờ nắng một đã mà thả là bây giờ clock clock làm thầm one prep chắc microcontroller có chập đám từ chạy nơi là time nè time robot đã signal nó một đó nè signal nè tại mùi nè chân đọc bây giờ ổ mắt lên trăm mùi nè trăm mùi chân là regeneration reshape form nâng gọt pre-decision mùi chân là nâng đại lùi tớ bộ màn vắt nè cực nhé nè cực phía trên nó thả nâng cứ mùi milliwatt pi milliwatt chẳng bởi lãng pi milliwatt hai chia tùm rung square wave chẳng mục thế nhé chân kìm miên component electronic giống mạch này khả năng cá thừa nè trong cái khả năng này riêng khơi là cái ba chia móc bấm lại những cái bàn bấm lại bị optical này đặt vào photo receiver này bấm lại bị optical móc electronic này electronic signal cài ở hai bàn kế bấm lại trên từ chi optical màu vậy chân được lại này khởi nhất clock sampling chân là bây giờ count thay mối là đọc về anh đi số là toàn chạp về đó là bây cho đó lại đi mối biết này clock lại đi mối tiết chân mày còn đó còn chạp time lại nó biết TP nhé chân TP còn off bây giờ time nó mắc còn mà mưa signal mà có thể tập mưa mắc phía trong không là về mà má này anh ấy cứ là về để dân thử mối được rồi này là pi cái bia pi bia pram này pi bia pram
thả mà vô cho này mà vô đấy, thả mà vô cho chẳng bậc hờ mà vô nó còn sân với tờ rồ và lừa mà vô mà thả nó mùi chẳng hết á thì mình lo về cái điện này lo về cái kia nhé nó sẽ programming nữa chẳng nó pê cái này nó bị khom khom nó bị mưa tới cứ đã ở sâu này mà đâu và đó lọc lại mùi tiết khi chạm đá mưa khao thì bảy nhá thì bấy khơi nó khom lo về mùi vô điện chẳng kịp tin như từ cái sổ này cái tranh cấu đó này, thì sẽ cấu đó cái nhạc rhythm ấy chẳng mà sân dần đi khổ mỗi sổ và sân chia xem link khao mới tiết thì bốn lừa muối chẳng có trên trên đấy signal mùi hình nhé square well signal mùi hình nhé và chúng ta laser laser và chúng ta chứa và lưu tàu bình toàn đó nghe dân lại nắng vô lên dù lên như dương cái này tập toán rồi này chân dương mình dễ bị côn giảm bạt nằng côn vị bạt côn giảm bạt cứ việc miền clock recovery nhàng chỉ bạt lò mối hai miền môi chất cứ power reshaping môi đỏ lò nhé chân signal dương cứ on miền error rate trắng hoặc miền error rate trắng như anh đặt chun bản chẳng ai đặt chung màn chẳng ai nhé còn tại bà sân bà dương nơi tả lại thơ bi năng dù bê nè phá rì xe phính nè dù bê hạc rì dân thơ mất bì xì màu bê chẳng real time communication nâng miễn bà nhà chế sẽ sẽ cái communication tam sky Microsoft team rồi mùi có chỉ cái zoom mình nó thấy giờ real time communication nó còn meeting như vậy nữa chứ nhìn bài nhà còn tay xong mày rap ở đây để mình chỉ real time communication cứ việc perfect vì âm in error đấy internet smooth những cái internet mình cứ smooth lo tạm đó và nó dừng lên dây đường void data đấy. Phủ void data speed tích có ai đặt chung mà này để bạn các bạn xong khăn cứ data mình video đấy. Facebook video Facebook cái nhé cái nhé chẳng smooth bạn này tha pi đang đa smooth bạn này tha communication system và hướng cứ về đi cô bạn thấy nghe chưa sự tập big data này big data còn ta đọc cái côn vị bạt này côn vị bạt này là cái này này optical mount electronic electronic tự optical anh đang ai là chụp bài nhà time thì mỗi cứ rỉ dạ về để việc bấm lại nữa thật ọc rỉ dạ về của mà nè thay mùi thay bị tp tp vì mình limitation tại sao thế optical receiver hay nằm laser nó cứ còn miễn threshold tại khu nông ca tại tôi dơ power optical bấm lại trên chia lệ tên nè hãy tâm mà tiết dương miễn bitrate nè bitrate nó cứ nó pê là vì mà đò chẳng như họ mình ai sẽ rê của dương bầm lại vì bàn bitrate thông như môn này thế cứ vì nó sẽ xa ta đại đấy hỡi dương miên tại dưới tựa bàn đã single wavelength single wavelength như thua bàn đã single wavelength đi bàn đau môn đau mối ấy. Single wavelength chân nhận mệnh chân miên côn giảm bạch miên côn bị bạch cho bài ta mà bà lư vèo lên máu này chấm nhưng thua bán là môi nâng dần đề phải thời trà mà khởi mà tiền để dần đề chấm dương mà mưa ni bình mà mưa optical amplifier mới tiết nè làm chi xa bàn rồi khởi chân được lại ní cứ vừa amazing này có ai cho bán cái nhé chạy cái tên môi giảm mạnh à lâu mà đọc chạy cái tên môi đôi chìa riêng ở tập quán cứ cái pra đồng thơm mô này đồng crystal này nè đồng tạch đồng crystal mới đi chẳng à môi nâng cái ai chung ta ở bjom ở bjom nâng dân khơi nhầy nè cái ai miền là phép môi cứ thà là phê chẳng bà lưu tức với ai chênh bà lưu mà mình nhầy play nhầy đọc mình bò này.
đã bỏ ra. Chẳng ở ừ, giống chỉ raw material mùi nè, chỉ raw material mùi đây khi pra không ra bằng ca nơi optical amplifier. Ok, thay bài hỏi lịch nè chân cái sắc xa ta lơ sa ma sa thiệt mùi nắng ta sa ma thiệt nắng mùi này bị xe nè sa ma rạp thuốc optical amplifier. Ừ, ví dụ nó như mưa đôi chị lột hạ nhé này đôi chị đồng đồng lột hạ đồng mò nhé này cái privilege này đấy à. Chân phục hết nắng dương khơi tha nhau mày nè atomic number học sầm bầy miền tầm ngôn atomic tầm ngôn mà nè à. Mấy cái này thì chúng ta khơi miền energy band gap. Bật energy band gap. Bật khơi. Chẳng số là ta hãy đấy bàn nè vị trí xa sắc xa ta lừa mặt thử mới nắng hai mình bàn nhà ai bẹp bón chỉ môi nắng optical amplifier này mấy đang bị che bị chênh bật lứ được coi chẳng mày ok cho nhìn tầm mưa thêm tiện chẳng optical amplifier dương khơi nhất còn đang tại dương thật cá cứ miền input hay là output hay dương khơi là for optical amplifier này cứ tay để miền bật phục bật lưới chỉ laser laser hái bắt đầu mà tiệt bắt đầu mà tiệt laser nó còn chạm vào đá này create create nơi population chứ create population nó nhầm mạch population inversion okay. Nhưng mà bị biệt đó population là bài chỉ chôn này trong việc phản lập dây mềm phản lập bạch và lư đấy này khả nóng ghé medium này khả nóng medium mối để mình ghé chẳng vì ạc khó bị radio frequency này đấy thì mình xài jumper thì mình xài VSWR chân sai vs wr nè chân sai vs wr nó chỉ sai giống mấy nó một bụi một chỗ antenna hãy mấy cái thời kia đã sai nè cái nhé
chẳng VSWR nâng chi radio frequency mối chi veo gai mối chi veo gai mối xâm rạp electromagnetic wave electromagnetic wave thế dừng khơi được cái nông rung này chắc nơi cả lại ni dừng khơi nhầm mạch này sai cót cứ miến nè đôi sợi tiếng câu sát khi bò chẳng còn tái áp đôi khi này đấy sợi tiếng đạt đôi khi này đấy cứ cót miến isolong mối hay cót miến sai pi tờ sai à tờ sai đi môi ní cứ chỉ xì lắng nơi khẳng cả lại nè khẳng cả lại chỉ xì lắng bốn nơi khẳng cả lại sau pi lừa ní thấy nhé hai tao biết mình sai một tiệt chẳng hạn đôi sai bột sai đỏ chứ nữa còn là cái sai bột sai đỏ dữ tàn chỉ là sai sai đem đâu đó là p vsw o bèo gái hoặc ra chỗ bị con gì có miền là cái đường phong có miền là bắt đầu cái đàn ít đấy vì thật sai được chứ nhỉ còn tay sẽ chỉ xì lạng anh ấy có xì lạng đấy vì miền pro hào đó đấy sợ tầm mình bảo áo mình tán nên là sợ bảo áo tao bảo bốn lúc bây giờ dương phở veo gái phê nắng cái áo chung một thằng ghen mì điểm ghen mì điểm cho tao ăn tà na tớ rít nơi cả lại ăn tà na nó mà tòng đi ăn tà na nó mình lọa thiết chỉ ghen mì điểm này rít từ mà đọc đi bì như thế chắc là cả lại veo gái cái sai này oxide nó bị chun tao ăn tà na phong này oxide nó cả lại nhỉ bị chun tao ăn tà na phong hay chỉ ghen medium thôi chắc đôi khi thì quantifier cái nhé structure với mới nè photo receiver electronic ấy chẳng tới còn tay này không nó vì mình ghen medium mồi ghen medium mồi mình sai mà đúng là chỉ ghen medium bri cái nhé trong bài mưa tới bài chỉ kia nực khơi như đó RF radio frequency nè tại kiên cường là miền VSWO chỉ veo gái hai miền ghen điện nhé VSWO thì bỏ nè dân kia cái chập đam cật thẳng cho bộ optical ta miền mặt riêng á miền bản đồ phun á để ai miền giờ điên à VSWO chỉ veo gái chỉ ghen bị điểm chẳng thế dân kiên cường tha chùm nô nè chùm nô mau electronic base regenerator chân optical signal dân miền photo detector mình amplifier hay of course source nó ok chân chùm nô ai bộ năng này chùm nô ai bộ năng là việc thời ca p thời ca ai dân tư này dân khi mình côn sọc bị bạc này đấy côn bị bạc và sân dự real time communication khi mình bài nhạc này côn bị bạc gọi thế nhé vì tôi rồi còn tay và sân dự real time communication rồi còn ai mua dân tư với thời ca ví dụ, hay hai thợ ca advanced electronic, mình chắc nó cái này nó dính khơi đời xa tại material đời xa tại bản đồ phun, gen media năng hóa dính khơi nằm bên revolution mối optical of communication, đã dính pra gen media năng với cao amplify the optical signal bao nhiêu, ai mình thấm tập phần năng thế nơi không bộ phim năng cứ vía từ tua bán này wavelength division multiplexing đặc biệt system đặc biệt cái nhé vi support mọi năng tiền chẳng được biết đặc support chẳng vì ai thua dương như mày nè allow use nè soliton transmission okay. Soliton ok chẳng soliton nó nghe kì bản trai nè slot bản trai nè thử cái này nhé chẳng vì thua ở ca để những tập chun nè tập chun sinh nán nó không data rate mỗi đại ai có buộc bằng port how is support ban user tràn điện ok đặc đặc hồ tới đó rộp toàn km chúng bà rộp 1 km nè bà rộp 1 km chúng bị phản đấy kì tên kết đó nè bị phản đấy tới than bà chán nè possible đấy
possible ấy. Đây than và chán. Bấm đặt chu ban tiết vì phải than và chán từ than ấy dương đi tới và to và đã như thế này. 4000 km thì bùi đẹp ta rên đài đó là chi cả hớt nè. Chúng vi tờ ban remove nè, vi tờ ban cắt cháo nơi có đọp nè, gọi là bottleneck nè, có đọp. Nhé, có đọp. Hát ấy, for electronic regeneration. Nhưng khuyên mùi vèo lên, vừa bị mùi sẵn, màn chanh tờ. Chẳng vào sân thì nó như miên user, miên vèo lên đó đọc đọc. Chẳng có thử bị chạm cái này mà đón mùi, mà đón mùi, mà đón mùi. Cái nhé, đón mùi cho tớ có lấy amplifier nữa. Chẳng hát bằng cái tha, cỏ đọc nè. Cái nhé, để sẽ điên cỏ đọc nè. Chẳng được nông dọc mai dưỡng có miên cỏ đọc tràn này, cái nhé. Chịp xe nâng lại spin, lời thống. Bạn ta đọc là bây đọc lại spin thì kì bà ruộng nhau. Thấy, chẳng chẳng, anh đang hãy cỏ đọc, cái nhé. Lời gọi là thốn, cho một đòn nó tụi chắc những bệnh mới chứ mưa trả ra cho đó đang đập bê đẹp lời mùi thông lời đi chỉ lướn ọt xe đó đập bê một đòn chúng ta stop để chỉ có đòm lắm vì cho bài chạy yên đấy thời tự nhiên ca xe thế nhé chẳng xe dứt bê đó với communication tại dứt bê để ta rít lẹ cho chẳng chúng nu nơ ảng ghen mì điêm đại dương pra material mới nè thì thuê ảng mạch nế chân dương màu mưa nơ optical amplifier ghen nế thì khả nông rên muối đại kì pra nơ material erbium dọc fiber amplifier chân kì ban dơ erbium material erbium nâng dơ tớ chạm bằng chỗ nế thế nhé thì nóng fiber chẳng như thường fiber nóng máu hoặc dừng chạm ưu vô nóng châu thì không nóng dừng bật độc xài môi mà chẳng xài nóng bị khó bị xài optical fiber thòm là rồi xa thì không nóng bị miễn sẽ mà thiết ưu vô lộ à tô một dỗ ưu vô nóng optical fiber nâng cho chẳng đợi thế kẻ ta đã play chứ chẳng đó thì hóa người đã play chứ chẳng đó thì không nóng trò thì hóa tại nó bị tu chỉ năng điện sân gì mà xài ưu nực nông này đó xa mà sạch nực nông fiber nè chẳng là fiber để dương chạm ưu vô mà chỉ mà xài ưu rồi có chỉ liquid nâng châu thật nông nâng phải bật đọc trên dưới fiber nó mà nó nói gì thật chung một tháng gan median gan median hai gan median nâng vì mình dạo dài môi này gọi là ưu vô nè cứ we respond hay operate kẻ nâng nơi nâng đồng bọn mối kẻ đồng bọn ra đọc pram hà sập nâng đồng bọn bèo lấy nè đọc pram hà sập nà nông mạng kẻ nhé vậy nè chia đồng bọn mối đầy dương khuyên ta optical fiber rồi bỏ dương ai đập trình chun nâng very low nè, attenuation còn tay rong nơi dispersion dispersion low attenuation hai tần tay bên nơi rong dispersion okay. Chẳng đặt chun bàn chẳng ai hai kể miễn nơi amplifier median gain mùi tiết để ai bởi nơi nằm bón veo lên nằm bàn kia ok hay đó là đọc bây còn là o đấy ở amplitude attenuation có thể phù hợp tích tớ phù hợp chừng đọc pram hả còn tay có dispersion có cứ low ok nhé dispersion tối chiến đọc pram hả rất là sân tích nhé tích mình nè thế thầy bắt đầu mà tiết ở vậy đây chia challenge mới rồi bỏ ở bio median gain nắng median gain median nắng cứ nhìn khuyên broad spectral range nè broad spectral range nè thấy nhé khuyên về nhé bàn bà man nè bàn bà man bàn vịt bàn man mày có hơn bàn man vèo lên bình nào đó nè thấy nhé làm đá môi làm nào chẳng ảnh năng hơi gì nè đá ai amplifier tại môi nắng thưa ca bùng rì
Broadband spectra in bó nè wavelength mùi chùm nôn chả áo nè trong rèn nâng nè trong bandwidth nâng ai có rì nông phê đâm bôi nông fiber nâng chân à nâng hào đại việt phù áo ấy nè increase bitrate ở bên là anh chăm dây na mùi mùi chân mau trên rê đấy đã mắc cứ bởi tới đêm đầu thế nhé bởi hết bởi chun trên đêm đầu bởi chun trên đêm đầu chẳng hạn để bị chỉ chặn lệch nữa vì pro viết âm biên từ lại đấy thì optical từ optical hai viết che miên à veo lên bền bịt môi thốn nữa vậy nhé chấm dương ai chạy chỉ chặn nè như thế chấm là không optical fiber dương chạy block nâng chặn nè ốc mặc sai tiết chạy ban và mán mà phay sam sai học sập chặn nè như thế tới đã thay mặc sai tiết ban học sập chặn nè như thế tới sam sai mà rồi chân nè chẳng gì đó đã mặc sai chứ bạn chân nè nhỉ we copy wireless communication trong wireless communication tiêu thay dương miền block năng gì đó nó 5G chứ 5G cả hơn chẳng là zone đặc pi có phải 5G smart có phải bị tay chia 5G zone cao hơn có phải 5G hay dương đăng ấy bạn thì già cả dương cứ miền tây môi nông bên dưới nó lưu mấy cứ miên tâm môi chá mà nó chạy cái tên chạy cái tên chạy cái tên này cả dù thực sự đấy vài là communication chẳng có nông bên nó lưu nó cứ miên tâm môi cả giá cá nhưng miên tâm môi đó đấy họ miên chạy bị lọc như ấy đấy cứ đăng đà mà bên nó cứ thở tập bay operator nó prà cái nhé bắt đầu sọc kế nè sọc kế cái đặt tầm môi system nhưng mà nó hay cái trái ba lê cái này là cái vật ba lê nữa tận năng ban user cho ra nhưng mà tay đặt nó sọc dương operation chạy cái này station chạy cái này frequency chạy cái này thì chắc được không file chi thì chắc một tí hó đó thành được trong frequency năng này frequency mặt đồng này chân cái chạy kìa đấy à lâu xong tập pi tinh và màn bandwidth trong file chi này có nhớ bận đi okay. Ôi hai còn chưa tập phần năng hai cứ pin tự cứ tập phần năng còn đấy giờ phần năng hai cứ tập phần năng còn ai thang giờ phần năng hai station C giờ anh đi C nhỏ thì giờ tập phần năng hai cứ phịch cục station năng cứ operation ban tập phần năng hai trăm cái này điện người nhất người trăm cái này điện ô tiêu là station P nơi chật cái này zone đập P nữa zone đập P nơi chật cái này chân bà sân thì station đi môi cột bò nơi khả năng cái lấy nè nơi khả năng frequency carrier lấy năng môi chính tới đó nên chẳng là station TP nè ọt ai pra à station đây đây cái bài này nè ọt ai pra carrier năng tê thử select mà cái lấy nè đây nơi khả năng license rồi bò zone đặc biệt thôi đấy hay đó là pê mặt đông đi chẳng tới rồi bò zone đọc hay đó pê mặt đông đi chẳng tới họ zone càng bờ đi chẳng tới tình license pê cơ xuống pre xin đi ok. Ừ. Cái nhé, file chia cho mà còn cái này, chạy cái này đấy, chạy cái này. Bộ bà sân chia dương, hoàn tán cái bài này, hay bà sân chia dương, chân tập hồ, chân lông, chân lông này, hồ bà này, overlap lượng này, anh ấy overlap lượng này. Cái nhé, bà overlap chẳng, cứ bà tới, thì hạ ta interference cái này nữa. User interference cái này, chân lông này, tao bình tâm áo này, đấy, chân lông này, tao bình tâm áo. Đăng cái này, bình tâm này, đấy. Còn đấy để ta chlong free con khi không tin lại sân ấy luôn chlong free con cho một free con và kia vậy đó chân ta kia đấng thì bắt đấng sòng ai đấy thòm đa thì chân mà riêng alignment rồi còn set free con set ở cho bác mười cho bác là mình thầm tập phần năng ấy về để những thua hóa những tay là miễn dây dưới này try test nó cứ việc test nó việc lươn tại nó nằm bay mưa ta tao free con rồi bò dương từ tam free con rồi bò dương on group free là group base station và dương tp power từ on bay đấy miền kia lùi cho on lùi free con dương prang nó pin à chẳng đâu vì free con cái pin cái miền program cái miền ấy những cái lùi cho prang này chẳng đáng chẳng là tới là chập bán đấy cái phần đằng này rồi còn dương chờ lắm đó dương sệt
dạng lại nhưng mà nó nhưng sạch cho lắm sạch free con thì lắm mình cho lắm chỗ từ khóa kia nữa làm chỗ từ khóa kia nó ngọc bạn này đấy tao đi nhé chẳng ra vô frequency tập phê hai cứ phê cho ai pra nè đi hai từ lại nó pra nó hai ở đây đấy cái bài kia cứ từng là chlong này vì copy optical fiber cái nhé challenge được cái này nè mặt sáng tầng off nâng hai rồi tầng là tầng off nâng hai rồi trong hồi nâng lăng vĩnh đã mặc sai điện máu đã mặc sai fiber điện máu bán là nâng mau bình tiền hết phở đó đôi khi đi mà mình chlon khi đi vô lấy đi dưới vô lấy chân revolution thì cụ nhảy chân microwave engineering phòng bồn tay thì lại chọn xong vậy ta radar này có thể lại cho ra là đi. Mình được nông military đi radar này thể lại cho chân mùi ấy mau là o chiến bị xa chiến thu à mà tiền tấn viên thể lại cho thể lại cho mẹ đấy bị ta chỉ càng là cái nhớ cái overlap mà ta mẹ ta dừng on nó bật chào tặng on đây đấy nơi tập việc pra khá chân tận chân là sao là GSM đây đấy GSM antenna GSM đó để dùng sai PV station từ can user để dùng ra chào bạn để dùng ra chào bạn phụ dùng ra dược sai optical fiber mùi mùi từ đào trô trong tù giáp mùi mùi thì toàn hết toàn hết thì con tài flight revolution mùi đấy cứ off sai optical fiber trô từ khăn tiền house cho tức là workplace hai cái bậc cao cái phở wireless nè, wireless nè chỉ niệm sai gì và nè, anh đang với tới chỉ micro communication này nè, à, chỉ tới chỉ nè à. Còn tay mình đăng gì anh đang với chụp chơi được gọt nè cũng rất rõ nè trong cái call fiber tới speed tới đó lươn bạn phải đó là về router chỉ access point đấy mình thầm được internet ban đấy xây dựng mới tiết mình thầm được access point ban đấy xong bây giờ data đấy data internet có bàn điện hay lươn điện thấy nhé còn tay cái thử mưa đây đấy cũng ao free con với tròn cái này đấy trong mà xin giờ router mỗi nơi đồng bằng đấy chẳng cũng ao chlon cho mà mỗi tiền trong chlon cái này interference chẳng thể bit error rate càng lớn càng miền lớn thể data rate tận đại như này thôi nhé wifi p router p wireless p thì đã có bài cái này non frequency đôi cái này cứ vì cho ba chia conflict cái này chẳng nhận được chạm từ tua nó cứ đăng tay data dư tận đại đấy chẳng ai thử tay bạn tua sạp dương bay dương bạc hotspot đó dương đã chết cái này ai tập riêng khẩn đây chạm mối riêng khẩn đây riêng bên tua sạm mối thì khẩn đây giờ hotspot tua sạm chắc cái bên tua sạm bay bạc cả bạc hotspot được cái bài này này ai riêng khẩn đây giờ mối chắc tập riêng para tới bên phía là ra ra u rồi sẽ sụt kèn kèn cái đó ok một nhảy nhảy nữa chắc riêng châu mà riêng mình chắc vật hết optical để riêng para gen medium đấy chỉ medium nó phải có vài bơm mới để riêng chạm vào châu nó ở vô battery chẳng lẽ cái nào bị xe nắng nhưng khơi là côn sầm bạt vía à châu nó chìa bờ lử à chênh từ với cái nơi chìa bờ lử cái photon power này power optical nó 10 mW sâu bên môi cho ở dương ái bị chênh đã ai với nè khinh thông dương môn đấy 10 mW đấy chẳng cái nhất là ngay bởi vì bạn quan thứ bảy transparent modulation form này ban đây ta dương một chu là đi câu dạng mấy ai dạng mấy cứ vi âm miên cay đấy cho mấy chân màu anh ta vẫn chặt đừng chăng nơi gọi ní dương còn ai ao à signa để dương bị chu ta ní lẹ rồi hốt đó thì hai ta khôi trung tới đấy nữa ta
signal dương square chế đó đặc biệt dương bị chun tới chừng ai biết vì ai tới chia broad hay khối trung tử gì vậy khối trung tử gì vậy chắc giờ tôi có đòn năng năng này nông trồng ngay na mối thầm tập phần đi hay nhá thì chập đá đạn này hay đấy đạo thì khó gen medium năng này nên amplifier năng này cho đấy chẳng cùng sầm bát với cái nhất transparent both bitrate hay năng modulation chẳng bitrate màu và má như bị chênh ở bên mình nào nào mình chạm delay ấy là regeneration này thế okay. Tao mà tiết riêng khơi những mình cái lại nhất là support support many wavelength chẳng mà nó không năng nhưng bị chung nó bị tầm nạc nên mình vào lên đó là đọc chẳng còn nơi ta ai bị đọc vào lên trên các bạn cái nhé đó là chỉ bánh hà đấy chỉ bánh hà môi để chặt lần đấy là nó sai mối nhưng về mặt lịch sinh ấy, nó mà thì lịch sinh nó cho mà đọc vào lên đọc user đọc channel chúng ta đọc user thì tích bị chẳng cho máu đọc channel đấy cho máu có bị không về tầm nạc này tầm môi chẳng tầm bị không biết anh nó bandwidth lấy amplifier nâng đấy đọc pram đọc man chẳng đấy ok chẳng mà mơ con vị bạc hoặc quan vinh con vị bạc hoặc quan đăng này cứ vì ở bên reshaping như thế chẳng cái bông đặt rơ về thảo ở miền nó kia mình rơ đi mấy research cái bông đặt rơ ta về miền optical device device đó đã vì ai reshaping pulse light đồng bạn đòi bạch bằng light được chi electric electrical signal thì cái nhé đòi bạch bằng light và đó mà tiết nhé đời xa tại optical gain medium via bridgeman phần tay via bằng card ở miền nơi dispersion chẳng môn năng chênh đó nè môn năng chênh đó nè cái miền optical fiber mỗi cái lạc nạ mỗi cái ảo chung một ha dispersion compensation compensation chẳng những đăng này dispersion compensation bằng thằng mấy ảo material chỉ môi năng vèo gai dispersion nó bầu cho thế tới cái thua xong là smart soul đấy còn đấy dispersion tô tán xong smart soul mũi tiệt dương năng từ tua là noise output signal chiếm rồi thì chẳng nói thứ mấy là tách cứ là oi chẳng nói chỉ hạt bỏ đấy này là miền nói chẳng là không idea là không cô đau nên là bây giờ xa cái trang provoc nó cứ tìm mối input output trên đấy không tầm rộng mối chỉ linear bởi chỉ linear mấy con pi mấy con bay mấy con buôn đấy rồi ra cái chẳng đấy anh đi cho tầm mối anh đi bàn mà đọc cho tập phí tại nên tranh bán mập hầy cho tập bay tranh bán ra một tập nắng ly nè ok chân gen đấy thường mấy giờ anh chẳng đấy hay gen respond được trong phải còn biết thường mấy thì bạn biết biết thường mấy giờ bạn mà chân có mỏi trẻ đấy mọi việc biết cái bệnh của bọn trẻ đấy trong một biết cái bệnh của bọn nhớ nè bạn nhà là dương chụp và test cứ là cái loại mặt duplexing này chẳng vì ai mà veo lên là mối vì ai lan cuộc chẳng đấy còn đấy chẳng cái thứ mất chỉ gì mà nó smart chỉ gì mà nó smart trong một dân này được veo lên đó cứ tranh tới mình thấy bị tranh tới không kém đối với gì kia cái phê nó bằng dưới mi nè họ chọn lại mi cạnh cao vậy đấy ta cạnh cao mình năn lì nè mình đã yên cạnh là này nè phần tái đó là peril này anh ấy cô đau thì cái chàng ba này cô đau này bị ra chàng ba đã cô đau cái sệt cô đau cái đấy đã là bị chạy đái nhà lớn đi cái thứ bán trong tập phần đăng tê này chẳng vì nơi tập miền noise anh ấy ở noise tại vì nơi tập miền noise hai gen dương li nè bán trong đây nông cũng rất mùi đi tới khu vực chỉ đang tiết nan li nè đấy ai bắt đầu một tiết gen dương vi ở bán flat shape chế thế đấy chỉ tầm rung square well thế đấy phải là bảo dương tạo smart phải dương có smart này đấy đó nhìn chậm ngắn nói lên như vậy
Recording in progress. Manufacturing education. Okay. Mấy này vậy? Mình chẳng ngó, nó chẳng ngó lấy. Mình lưu xô lại lũ lấy này. Thì cho bà thấy. Lưu cho bà nó khổ. Ok. Mình ngồi đề giấy này. Chẳng nhưng mà mơ ô bà cỏ. Chẳng hả mấy giờ ta có rizm một chai kì tê. Đã kì đồ bán đó nè. Lưu mà mơ ô bà cỏ để kì thôi. Này, ổ bạc cò, nhé. Ổ bạc cò. Chẳng kìa ai thua tui bán này, nên xa ta mi điên ghen như cái này. Chẳng mà mình chạy cái tên á, thơm mất à mi điên ghen nó tui. Chẳng cứ chụp chạy, amplifier dường lại nó cứ chụp chạy tui, nè. Tui mình đèn comfortable device. Tao nế. Chẳng lỡ bị áp tui. Nế. Chẳng như khi nhận được khăn ông ổ bạc cò này, thì mình dạy khá là. Mình dạy khá là. Chúng mình means power switch mode optical dương này xài optical dương input anh input cho máu nữa cái nhé input cho máu hay dương khuyên xài môi xài môi bị copy xài optical xài nó dương khuyên là dương boy play cái xài nó ngay để kia đặt ở vô ôm cho được lần lần chẳng bị thời đồ của ở vô mà vô ông đốt cho được nóng vay bờn thấy cái miếng laser mũi phải chành tờ chành tờ cái nhé thấy cái coupling nơi này chành tờ cái này nhé đấy cái coupling phải cho đó thấy cái ai bị bạn cái nhé cái ai bị bạn chứng là lên trên đây component đó anh ấy cứ chui support từ lơ laser này chui support từ lơ là ta vì cô phải tranh và lưu nó về ná vì thơ ấy dần đấy vì thơ ấy dần đấy hay là lấy đi chụp power đấy power supply cho lên chúng ta phải đồng bọn này sẵn khăn một phút này chẳng lấy thôm chân dương khơi tha bộc hết ở vì ôm đọc phiên ngầm lì phai ở nắng viên thôm bằng tay vì chẳng lần bởi dương mà mơ bộc hết optical lì phai ở bảo dương với nhưng khơi miên trả lần bộc hết tí mua cái này sổ mi không đặt thơ optical lì phai ở chân vì amin phở amin điểm đi đi đấy cứ đưa chỉ laser đài vô chân chạp lương vô đó vì bởi rì vì chân bởi lưu đặt lương tất việc được trình và lưu thì đôi lại nhìn chẳng chứ không đi khó không đi phải ở đẹp ở xin mình đặt thơm thì phải ở nó bọn đó chỉ là đi khó là cái này khó hay vì trên chỉ lấy giới bởi lặng này nhé đặt bên phải bơm thì phải ở cứ ghi pra dạy nè thì môi niền nan li nè ai phạch đôi chia xin môi thế nó là mến scattering chân ghi pra scattering không ca bậc cả nữa chứ không phải là sạc chờ nó cứ sử dụng dùm môi nó là ở vô mình chẳng chúng ta cái biên mặt rìa dây mũi là bây giờ scattering là bây giờ bị phải nhưng nó phải bờ nặng hay đó là bây giờ lại như vấn nhưng đang ngày ở vô bây giờ rồi như mà thịt đại cầm rò đấy mà thịt cầm rò nó lưu phản đấy cái giờ mà đặt cho tôi nó bị có phải bờ nó chúng ta đang cái prao tràn most common time đại tràn cái kia chạm vào chỗ đó cái ở vô cái kia chạm vào chỗ đó cái bàn được chia median gain mỗi môi nó béo lén nó ngay mấy xin
Tại sao mẹp chung mùi nằm mùi chạch bay vinh? Thì pra mặt rìa xe nhìn nhìn nhìn. Pra sô đi mnhôm. Pra sô đi mnhôm. Chẳng là không nâng dương nâng bạc hành. Tại là lừa bọc hệt ở dôm đọc hiến. Fiber amplifier thì. Chân dân khuyên là EDFA nâng cái trời bàn prai chùm nô nơi áo optical amplifier semiconductor nâng 3O nâng đại prai EDFA vì thật cà phê nâng ca regenerate là signal mà đại signal dân cứ là O đại bà real time communication cứ mình phải nhà speed electronic circuit thứ nhất vì thật limit đó speed electronic circuit tại đó là P ở cả tầng chun một với gì để mà pay cái lô đa số cái lô, okay. Đó là cái EDFA với cứ này use là cái nón long distance optical link, chẳng phải vậy chẳng ai dùng phở EDFA này nhé, chỉ EDFA nó cứ còn miên tại mũi or đi, cái nhé, cứ vật lý là ngay, tao nói còn miên three or này đây, timing phong, reset phong, amplifier phong. Regenerate này, đi share, regenerate, miền đảo bảy, o, đảo bảy này miền đảo mà o đi, đấy, cứ regenerate, regeneration, châu bắc cứ chỉnh, đấy mà đâu, chắc nhắn mạch là không nằng, nhưng khi laser, đấy, nhưng khi miến amplifier ở mười ba đây, chắc laser, regenerate, bộ laser ban và màn, cái thời regenerate. Bề bridge chỉ đặt chun ban rồi hồi ta đào pin mà pay cái lô máy ta đào rồi cái lô máy lơ hà đi ra tiền đặt ban thì ngày háo để ta rết ban lo tiền chẳng đọc đi ra mà rồi cái lô máy thì đặt amplifier mùi đấy đặt chun rồi hồi ta đào thì tăng để dương chẳng bạn à repeater nữa nhưng ai prao rồi hồi ban rồi hồi ta đào ropon cái lô máy ropon cái lô máy propon kilo man. Ok. Tiên một đó material môi để chúng ta portable device, portable device tu chứng môn nè, tu chứng môn nè. À này ai cứ ở vôm nè, ở vôm đọc pin fiber. Ấn chăng à pi nớ nè ở vôm nớ nhưng khi sai nè ở vôm nè đọc pin nè diagram ghế nớ. Chăng sai nớ chúng môn sao vì có fiber input nè, in sai input fiber in nè. Cho tới đấy cái dấu mốc coupling của châu này coupling là cái gì đấy coupling làm bây giờ mở feedback đấy cái mở feedback chúng ta phải chạm vào châu đó thì bị một vật trung bình thì là cái gì dần đấy chẳng ai để dừng khơi nằm miền thực cả dạ pin mà chỉ nuôn đai là cái gì nào hai bạn biết về tranh tới cái optical mà lại như vậy cái nhé trong việc bridge sáu cái châu tới rút lại nhưng mà chống bridge chẳng nào chẳng bridge mà sai này được sao mình là palm laser này chẳng cái bao chung một lại là palm laser chẳng palm đó đấy các bạn học về chạm về bồn về trồn bồn về lớn về trồn tại mà ai về trồn bán lâu ra thì miến gan medium chỉ ở vốn fiber nè ở vốn đọc pin fiber nè được trong đi chẳng chẳng sai thì họ thật sai nó import này. Sai này nè, ta import cho, sai này import. Chúng ta về để cho tới này khởi nhé, về thời coupling. Nó coupling. Vậy coupling được lại nhé. Chúng coupling nó là đi laser mới tiệt. Palm laser. Chúng palm laser nó còn bị chun lên tới, còn cho một coupling này đại. Coupling nó hơi cái oxide máu, cái vô một bị chỗ được lại nhỉ. Đấy, còn màn rồi chung mà nhớ chúng là sai ôm dồn nó có vì mà coupling được lại ní coupling được châu nên là nè coupling chứ coupling mà đây tao mày
sai pi bay vậy nè cái bị châu kia vậy nè chắc sai pi bay nè bây giờ điên radio đó nó bây giờ mình sai bay nơi cái bài kia rồi cái chọc kia mình cứ nhặt sai mũi để mình bật lư nè sai mũi nè để mình bật lư hay sai này cứ chỉ laser pump anh ấy cứ chỉ input chân sai nó bị cho ba chỉ châu tới vì coupling châu chẳng lại bị chlong á tao này bị chlong đi vô bị tạm cái leading vì lịch lịch tự chứ bị chlong đi nhở này chlong này cái trong ban mạng gì mông này cái fix nó nằm bón một vài sai một vài nó mà mạng chẳng cái thằng lại nó cứ coupling tới việc ban lại nó mạng gì mông chứ kỳ như vậy mà hay là bị laser palm đi với cái coupling châu ra đá chứ bị coupling châu rồi nhở coupling châu rồi chẳng hạn sai thì dương châu món này chỉ ở biểu medium gain này chẳng bị châu mắc hoặc bị châu mắc khi nó mắc vì thua dịch nào dương sao ấy vì rỉ rỉ thái dương khọc liên và tránh tới output này mình thế đó đấy chẳng được không nói về miền timing về miền programming đấy là không gặp bị chun để làm gặp bao laser này thấy nhé nghiên cao bị chia thì một bị chặt cây máu đồng cao dây gain dây chẳng tiếp tục thế thấy nhé chẳng pi một co môi để thốn lại mà sao bắn đi bắn đấy bắn mạp đây thông tôi địa bản đấy tôi tiết được sao là tôi tiết via medium gain này tôi biết medium gain nắng vì ở bản chẳng ngại nhỏ bản chẳng ngại mình gạt là thế okay. Chân nhưng khơi làm viên miền bản OESC đã dù ní thì mình original mình bèo lên và man đã đo và man thế nhé chúng veo lên để phở ở biom nó cứ trong tầm rộng này chẳng pi đập pram sam từ đó đập muối mà phải pram bạn về nãy đấy ấy đó là pi prasodium prasodium này prasodium nó như khơi nơi cái nó đập bay đập để mình đập bay đập communication như này đây okay. So I'd like to talk about the case study. So 5-3 years in progress is chosen. Chẳng những đắng này nè, vô lấy ni vậy. Mì điên ghen chứ nè nè anh chẳng mến optical fiber thòm đá nè thì mình chạm với chỗ ở giống đọc hình nè nó không phải bởi nó chẳng như mưa application là optical amplifier nó nhầm mày nè phòng rì cái nhé phòng rì bàn hồ đỏ xàm sắp km tới 80 km chẳng như tôi tới cái tay đập ra nâng nè thì mong tùm rung ở giống đọc hình rồi còn ra mẹn chúng việc bridge đang chẳng mệt, chúng được nông đại cả làm thì chẳng ở đây được chuyển liên bật chặt chém, chẳng được chuyển link bật chặt chẳng cho nó không chụp ngay mua chẳng đó thì miền milim nè đây thì cũng vậy chẳng cứ miền level mối thầm và man db thì chẳng signal down dưỡng và man db thì họ thả zone db âm chẳng bắt đo nó gọi thầm và man đọc db âm chẳng đó hãy cái bridge là này thì họ thả cloud đang đi này cái bridge là ấy thấy cái ốc tầng như mà đọc lô bay lô bay sắp lô bay chẳng được thì cái đồng đi dẫn đấy vì ai chạy xuống cái lỗ ta đom rồi cái lỗ mày thế để cho quế cái bridge lại chẳng là không nói dân khơi nằm miền noise nè để các bạn chẳng cái thời cho bạn chỉ thời cài chứ filter optical filter
nóng cả filter chảnh nó nồi nè đấy trong filter nó bị chảnh màu bị na bị chảnh màu bị medium đấy nó đang là ở vô medium van đó trong viên là ó còn tái nó bị miền nồi đấy the bacterial toxin aspect. As you know, the some of bacteria made toxins. So they did not check the presence of toxin. And chẳng dừng khơi như trong communication của chúng, dừng khơi là 15-50. Dừng khơi là low loss. Nó attenuation đó. Có fiber thì dừng thật xa. Low loss. Còn tại dispersion thùng nè mà nè còn tại đọc bay đọc lô cho ra còn tại dispersion tội chẳng là pi đang bị thành lần nè cho mà cái dân không thì sẽ miền tập pi veo lên nè cái giờ tập pi veo lên tập bass hay đó là pi dân bằng mưa bằng hết amplifier và dân vĩnh thì đi về nến cứ bị đọc làm hạ chúng ta đang hái dương thử ca mùi tiết dispersion compensation mùi tiết cái nhé cái đó là pin một pin đi với ngủ bàn đòn này chân EDFA nắng nhưng ở nhìn thấy dương thử thử mấy nhưng chúng ta chỉ thử cá này bộ đập ram hà nắng bình bát bàn tay dispersion thống chúng cái thời ca dispersion management dispersion compensation sieve mà cái phần sieve này dispersion sieve fiber dispersion sieve fiber chúng cái phần fiber mũi tiết đấy bây giờ sieve phải món kẹt đi total dispersion tới tối đấy thì dưỡng lại nữa application TP nữa application TP dương khơi tập power amplifier mà anh bởi tam phần lưu ấy cứ bởi nơi cả lại source nhé và phục sạch môn trên tớ cho tao nó bởi mùi sẵn đấy bởi làng mùi ấy power amplifier to increase source power chắc đấy nhưng đang hỏi thao bộ phía trao này laser diode cứ miễn power tâm được bảo mán few milliwatt bảo mán milliwatt còn tay optical fiber dương ai ai prá chỉ môi nằm lại so đâu ta đó 100 milliwatt 100 rồi 200 milliwatt chẳng đó cho hai đứa bạn như mình prá đo mà vặt để cùng dây hơi thả được nó material optical fiber đang tôi đang tôi mình mô lịch kia là tôm đi kia chẳng phải dương phở vặt không biết phải tham minh cộng đàn mình cảm đá được xa tay à tốm lực nóng optical fiber có đã soft high release vibration chân đó là PUU tới vì ai thua áo xa optical fiber dương nắng chạp khô chân mà vắt đặt bán này tên đặt bán được cũng như vậy và dương phở lại so mà vắt đặt nóng optical fiber nắng mình khuyên tổng màn có phải không vỡ màn mà bây cho nắm nhưng đồ xài đang chào tay bây dương đạm rồi milliwatt dưới ngày đặt bán rồi hô tới đó mùi rồi cho nắm mà những đồ xài năng chạy thế nhé rồi cho nắm thì họ chẳng hạn đó thì họ bay cho nắm mình rồi cho nắm nhiều mùi nè thế nhé chắc mà cái milimitation chắc mà những đã thông biết cả đáy phù vật lưu kháng cả đáy đã giúp khối và đồ chứng tỏ đó đấy để bạn kịp hồn được các bài năng đại xa tới tụi về cho người ta cả đòn 200 milliwatt chẳng đó chứ kịp hở đọc phim amplify again môi nâng hai mũi tiếp là chỉ trả lần nâng nhưng khơi anh ta bọc hết EDF A nâng cứ có đại boost này còn ai lỡ signal amplify nó bán phim phim trên kia tập lý các bạn trăm phê chú thế anh ta là phê sử mỹ thần đăng thơ optical amplifier với cái nơi để prà được cái này, useful được cái này, để sang là cái integrate
đấy chỉ môi đường laser chẳng mà những khơi nè của phần nè module ghế nè đấy cái đó thì cái miền amplifier sáp cái đó làm tạo ok hai cái ai đạt được nông bọt hết tù tiền để dùng cascade ALS sai fiber đấy cứ mình có bà bị tù tù nó mình amplifier vì có thế semi cần đặt amplifier đấy. Chẳng những khi đặt amplifier bạn đặt nồi cho tới bạn đặt nồi cho tới còn tai nồi nó dương á filter trên bán rưỡi của dương thu mấy ở thẻ cái nhất được nồng ruộng này giống nè bởi vì dương pre trên dương tới thì khi chọn nồi dương được bánh hạt đã dispersion này chẳng nồi cái lại nè những ai tầm lẽ vì tranh bán thư phi thớ rưu mùi cửa dương đặc thần chun trong trầm ngài mùi dân tớ ai ở amplitude nâng vì thật lẽ mà cái lấy nhỉ lẽ mà thầm niệm chẳng nói nó bắt ở ai nói nâng sạp xôn tại ai nông trầm ngài phải sập cái lô mà nhận thức nói nó thật lẽ cho ở nên nó sợ tất cả bà vào này thế nhé nó như vật chạy cái tên mùi đài chẳng bằng nhưng đôi nâng cái lấy nâng nhưng khơi là cái đặc thần chun nó kì vòi bị đặc thần chun nó mà đo cái lấy nâng kì vòi power hay bấm miền optical spectrum rất là lọ, đấy spectrum nó chạm mờ đó, chân cái những cái vó, cái ở trong áo ấy nè, anh ấy bị cái buộc đó được, anh ấy đọc dB dB âm chẳng đợi, chân mà xin chữ đọc dB âm cả lại nấm, cái nhỉ, vì máu bị miền nổi, chân cái thứ mấy ở đằng chùm máu là nơi thầm mà má nè, sao tập pram dB âm rồi gặp pi đi bị âm chẳng đó mà chẳng biết nghe nói tập bạn rồi nói mình là tu nhưng mà nên là tu nhận sang mơm khơi thấy nhé sang tâm mơm khơi bắt đầu mất tiền mình khơi này nhà mình hiện lại này nó bây giờ nói mình tu chẳng lẽ to chẳng lẽ cho chẳng chẳng mà lẽ cho khả năng pi cái prà rồi gặp viên nơi phù này viên nơi phù chẳng viên nơi phù đó viên nơi sao pram chẳng mình đây chụp nồi thốm chẳng cái miếng là connector mới cái hàng lows nó bị tầm lẹ và thay em điện nhưng chân đời xa tất khơi nhỉ là chân đời xa ấy đang chẳng mình chạy mùi tiết này khả năng application rồi bởi DFA nó cứ amplify nó cứ oversaturated ở saturate đau transmitter thì chẳng giờ transmitter láng giờ láng đấy chẳng bị cái nơi tập bị cái này chẳng hạn mình saturate thì chẳng saturate có cứ là sai từ lứa power đại dương tham bị chỗ đấy cái này nhá ok tao một tiết application thì bay đại dương khơi là power đây kia là amplifier tập bảo dưỡng rồi cái này đi mấy cái bài nó optical receiver chắc mà đo lại receiver hay là ra thì hay là mình thử cả amplifier mà ra thì chắc amplifier nó bị đa tu này tí chỉ pre amplifier làm bay improve nè improve receiver sensitivity chắc mà sensitivity nó mà tu pick sensitivity là sai lỗ chắc để ta dưỡng mình bị error rồi chắc cái đa amplifier rồi có tầm lẹ power một lần châu optical receiver này. Okay, toàn đấy. Chẳng ngồi với mũi đã sợ tầm nguyên mù là hai hẳn đấy. Chẳng là bây giờ Sigma dương mặt đó việc xoay phết chẳng là thân cá ghen mũi đại lõ. Nên vọt thánh. Hơi.
thật đã cho chẳng là kia nó miền nổi chẳng thương mấy ai lô nói suy nghĩa chẳng lô nói suy nghĩa thương mấy được tôi chân pram đi bì đặc chẳng lô nói pram đi bì tôi chân pram đi bì chẳng là ổng thức khó nếu với ai ổng thì thay cái chẳng đặc và tôi mà tiết những khuyên application đi buồn boost amplifier đi in được cái nông sai đặc một chút nên nó sai đặc một chút lắm sometimes experimentation ដល់ពេលដែលយើងដល់ពេ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 លយើង
2 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 During the course, during the classes, yes. Okay. Okay. Đó là bấy hay nắng. Ok. Chứ như khơi thằng rút khiếp nè, dân tầm bây giờ mới nè rút khiếp nè, dân ai chua bán là o sản phẩm tikon bị phai ở nhà mình đấy để những cha na sản phẩm đã bị phai ở mỗi cứ dùng thử mưa lượng kèm bền vịt dùng thử mưa thật ta communication dưỡng thật ca gen và mán lily bị gen và mán hay bền vịt dưỡng nơi thật mán hay gen saturation thật mán hay nói dưỡng và nhận mật chứ những đăng ái cái miền nhạc ảnh ideal mỗi cô đại dưới nè sẽ bỏ bị con bị phải ở mỗi định chọn bàn thì mỗi hai ghé đầu tại đó xám sắp đi biết của trang như nè to mà tiết nhưng miền này tiết nè wide spectral bandwidth okay. Sẽ tập vay cái trang bán amplifier nó máu thứ mới bàn thùng okay. Ai bắt đầu mà tiếp uniform game bạn ấy thấy cái trang à đi thông hái cái trang à lừa như thế tròn liền nè bắt trang ở đây đọc đi bị đây cái nó bị đang kèn both direction chẳng tiếng bị directional directional na cái đó từ thằng màu nó cứ thử ta miến gán đối khi này low insertion loss insert sân lớn nó cả đạp vào chỗ đấy cả chạm vào chỗ okay. Trong mà là insert sân lớn thì mấy in thứ mấy cả để dừng chạm vào chỗ signal dừng được tầng nông amplifier nó thứ mấy mình insert sân lớn tại tôi chẳng là hay dừng mình no cross talk chẳng no cross talk nhưng đang này chlong chlong anh vậy tới cái lỗ màu với nhau chẳng có mọi mình interpret chẳng nó là sao ta interpret đấy chẳng có mọi mình interpret nó lấy khả năng spectral component đó dân nhưng mà tiếp dân khuyên là kẹn là bỏ dưới thứ mấy ad not saturate chẳng là khả năng lạc khả năng vì ad saturate vì ad mình depend gì môn input power đấy nè, ta lưu gain là dân bởi tập hết EDF đi dùng đọc hình FA
automated good conversion efficiency là dùng for laser pump nó làm bị convert tới chi amplifier gain okay tại đó bây giờ đấy nhưng khơi nhé này hot shape hot hot smart đi mình làm đi chọc tiếp chân tấn đi lại chân tấn chân kia giờ làm bon thầm bắn đi đi đập mấy đó đập theo một cái chân laser để dùng palm cho từ khả năng giống fiber nắng nè palm cho tới ở đây để dùng khơi từ tua bán áp phô trên máu dùng khơi như nè signal để dùng lượng nắng từ nơi phơi con để chơi rụng cơ là cơ màu hỏi là ứng chấn còn tay ở đây dòng khánh khơi noise chúng palm này đi nâng vèo lên này, hay signal chứ nâng vèo lên này, chúng ta bây giờ palm đó, mình thầm tận lược signal như thế, anh ấy mới đôi chút do signal mà phải tọc nâng lừa này như này, lừa nằm ban một phần này, chẳng hạn nằm ban một phần này nâng cái ao chung một ha, amplify spot and emission noise, chẳng chỉ noise thì, chỉ noise để dùng mặt trăng bạn này, noise signal như này, signal như chẳng signal nó mạnh chỉ được bọc hàm này đấy hàm nó đưa đến chạm vào chỗ nó chỉ được lược signal như cua vậy tại bị chọc nồi nên gồm đi chẳng cái thấy thứ thì thơ cái thứ đã ngay lắm thế bạn nào ở trong đây chẳng là nó lúc hiện nay nhưng khi gán thiệp chỉ môi nó input signal thảo chúng nhưng khi đang nông nằm bòn đi thì em là bò dương admin prime pro đấy là vì nông nông của bạn đấy còn tay đó bây dương lá input signal vô tới nhưng khi những cái là bò dương này saturation region này cái là bò dương lệ cho chúng mình thay dương tờ lạng tới như mình tự chỉ lãng người ta dự tờ input signal tờ lạng tới nó sẽ không thay nên dương bạc quốc nhiên đó để thay trong vòng bệnh chẳng được không rút mình chẳng mình cười nhé laser signal dưới này này chẳng muốn chung đấu dưỡng đã amplifier bởi tới đó bị rối mình đi bạc mình sẵn cái mình isolator của mọi mình reflect màu vĩnh hãy tập viên tiết kim miến chúng cái này coupling ha coupling nằm bên cái mờ mờ signal như mà chẳng mấy hay đọc cái này như cái palm này palm signal cho palm tới nằm bên brick đập chuông chỉnh tới rồi phía bên này có hai cái lẽ khả năng này cặp palm laser đây vô đây ok này chân vô lên như vậy nó chỉ là cái nạ muối sầm ảnh chân dương đường mưa đi thật ta nó càng cái nóng này thì pam nhầm mất ban vì ai tuổi được bạn đấy ai tuổi trình được bạn toàn đấy mình sầm nuôi ấy như vậy mình sầm nuôi ấy bẻ bon amplifier chúng như mưa cam bởi vì bà con đôi khi mình đôi khi cá lược signal nó mà bắt tập lừa này chẳng nè
chúng mà bịa mà mát để cái prapịa thà spontaneous emission noise ní cứ đòi xa tai là cái non medium nè medium erbium nè erbium nó còn liên mặt rìa mũi nó bây giờ dùng palm laser đi tới nên chắc là erbium mặt rìa cho tụi nè tụi đây là cái non optical fiber nó cắt sâu nó tham một pull palm laser nó hai con release nè phải sâu hai con release phải chạy nới veo lên mũi lấy nóng tùm rung mũi nè broad nhận thấy broad nhận thấy mà bô khi mũi nè input signal vào dưới nè để chạm cái chỗ đây nè thấy nhé chẳng lưới tui tui nè về chạy tới việc đông cái nè thấy nhé thôi broad nè những cái nói nè emission spontaneous emission noise nè đặc biệt là như mà chẳng tới vì thời chỉ lược nó bị bộ của thai mình tới vì thời chỉ lược làng thì lược và tộc lược này thấy nhé toán toán đi chứ toán đấy mình xong nuôi thì yêu mình dùng nâu ấy tại nào anh ấy mình dùng nuôi xin ngặt chưa đẹp chứ còn mấy này còn mấy này lao to phong nào này dùng ok trong bát mình tiếp dùng ra đập pram như tí mong bấm bốn mong bấm bốn sam sập pram như tí cho mình lẹp chẳng lẹp nhưng bàn gì ấy càng ngày kia yên chân lóng hình kim thong khiên chân cùng phép khen bồ rễ lọc chăn chỉ thá mông chỉ vón na sọc nếm nhâm chăn đẹp xấy hay năng xàm ri nhâm thá hay năng u xàm ri ok chăn lực hồn